Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi Spirit Channel. Xin chào anh chị em Vietnam Airlines. Dường như chỉ mới hôm qua, chúng ta còn hân hoan chào đón năm mới 2022, mà chớp mắt nửa năm đã trôi qua. Hai quý vừa rồi đã có rất nhiều biến động trên khắp các bình diện, từ địa chính trị cho tới kinh tế vĩ mô, tác động trực tiếp tới ngành hàng không toàn cầu nói chung và hàng không Việt Nam cũng như hãng hàng không quốc gia nói riêng. Tuy nhiên thì thị trường biến đổi, chúng ta cũng vận động không ngừng để thích ứng và tìm cách vươn lên khỏi nghịch cảnh. Để hiểu được rõ hơn những thành quả của Vietnam Airlines trong quý 2 vừa qua, cũng như có tầm nhìn rõ rệt cho quý 3, hãy cùng VNA Message lắng nghe những chia sẻ từ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, ông Đặng Ngọc Hòa. Mời các bạn cùng theo dõi. Anh chị em cán bộ nhân viên Vietnam Airlines thân mến, mỗi khi nhìn lại một giai đoạn hoạt động của Vietnam Airlines, tôi đều cảm thấy rất tự hào vì đồng hành cùng tôi là đội ngũ cán bộ nhân viên đoàn kết, đồng lòng, luôn nỗ lực hết sức để tạo nên những giá trị đáng ngạc nhiên cho Vietnam Airlines. Nhìn về quý 2 vừa qua, các bạn sẽ thấy điều đó. Trong quý 2, chúng ta đã dần khai thác trở lại mạng bay quốc tế và tăng tần suất các chuyến bay nội địa theo từng nhịp mở của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. Trong suốt quá trình này, chúng ta đã thể hiện đúng vai trò hãng không quốc gia là tiên phong, đồng hành cùng ngành hàng không Việt từng bước phục hồi và phát triển. Từ trước đó, chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả về kỹ thuật, khai thác, thương mại và dịch vụ để sẵn sàng bay trở lại an toàn, chất lượng và hiệu quả. Chúng ta cũng nắm bắt rất nhanh và gần như ngay lập tức đáp ứng được nhu cầu của thị trường với từng đường bay, từng phân tích khách hàng để có doanh thu tối ưu. Về hoạt động sản xuất kinh doanh, quý 2 chúng ta có kết quả tốt hơn mục tiêu đề ra. Chương trình nâng tầm dịch vụ bước đầu đã được khách hàng đánh giá cao. Hoạt động tái cơ cấu tổng thể đã và đang được tổng ty kiên trì thực hiện và báo cáo lên các cấp. Công tác tinh giản bộ máy đã được triển khai mạnh mẽ theo đúng lộ trình. Gần đây nhất là sắp xếp lại khối khai thác, khối dịch vụ, khối thương mại. Điển hình như ASOC đi vào hoạt động mang lại hiệu quả trong công tác khai thác. Sắp xếp lại các đội, phòng ban tại đoàn bay, đoàn tiếp viên. Chi nhánh Việt Nam bước đầu đã được vận hành ổn định sau khi chính thức đưa vào hoạt động từ mùng 1 tháng 7. Bên cạnh việc phục hồi và tăng tần suất trên các đường bay đã có, chúng ta cũng nhanh chóng mở thêm các đường bay mới đến Ấn Độ, Singapore. Suốt quá trình này, các khối đã thực sự nỗ lực trong từng khâu, từng công đoạn, công việc của mình để hoạt động sản xuất kinh doanh thông suốt, nhịp nhàng. Chúng ta đã tổ chức thành công các sự kiện nhân ngày thành lập Tổng ty 27 tháng 5, tổ chức các chương trình nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, qua đó tạo tinh thần khí thế, sự đồng lòng, ủng hộ của cả trong nội bộ và công luận bên ngoài. Một dấu ấn đáng ghi nhận nữa, Vietnam Airlines cũng vừa được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn năng định khai thác EDTO 240 phút 350 và 207 phút 787 vào ngày 23 tháng 6. Chứng nhận này hết sức có ý nghĩa khi Vietnam Airlines đang không ngừng tăng cường và phát triển năng lực vận hành, khai thác, mở rộng các đường bay dài như mới đây là đường bay giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, và chứng minh cho năng lực khai thác và vận hành an toàn của Vietnam Airlines. Ngày 28 tháng 6 vừa qua, chúng ta cũng đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch lớn trong quá trình tái cơ cấu lại tổng ty, sớm đưa cả tổng ty phục hồi và phát triển. Bước sang quý 3, nhiệm vụ lớn của chúng ta là phải sẵn sàng cả nhân lực và nguồn lực để phục vụ cao điểm hè, đảm bảo khai thác an toàn tuyệt đối, giữ vững chất lượng dịch vụ và phục vụ tốt nhu cầu du lịch của du khách, tăng được doanh thu của tổng ty. Đồng thời tiếp tục các bước để thực hiện thành công đề án tái cơ cấu tổng thể tổng ty, tiếp tục triển khai chương trình nâng tầm dịch vụ, các chương trình quảng cáo truyền thông, phát triển thương hiệu để giữ vững hình ảnh, thương hiệu và niềm tin yêu của khách hàng với tổng ty, với hãng hàng không quốc gia Việt Nam và các đơn vị thành viên. Vừa rồi là những thông điệp mà Chủ tịch Đặng Ngọc Hòa chia sẻ tới tập thể cán bộ nhân viên Vietnam Airlines. Bên cạnh cao điểm hè thì thông điệp quý 3 cũng nhắc chúng ta về một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó là hoạt động tái cơ cấu tổng công ty. Thông tin về hai nội dung chính này sẽ tiếp tục được trao đổi và chia sẻ kỹ hơn qua cuộc trò chuyện ngay sau đây của chúng tôi với Chủ tịch Đặng Ngọc Hòa. Xin chào ông. Xin chào Bảo Anh. Xin chào cán bộ nhân viên Vietnam Airlines Group. Vâng, thưa Chủ tịch, một năm đối với ngành hàng không thì có hai mùa quan trọng, đó là cao điểm hè và cao điểm cuối năm. Cao điểm hè năm nay thì có điều gì khác biệt so với mọi năm, thưa ông? Có thể nói cao điểm hè năm 2022 thì có rất nhiều những cái đặc điểm rất khác so với các cao điểm hè của các năm trước. Đặc biệt là sau cái dịch bệnh
rất là lớn, lần thứ 3, lần thứ 4 tại Việt Nam vào năm 2021. Và cơ bản như năm 2021 thì chúng tôi không có cao điểm hè. Thì đối với cả tổng ty hàng không Việt Nam, hàng không quốc gia thì cái cao điểm hè năm 2022 là cái năm mà chúng tôi bước vào, quay trở lại cái cao điểm hè, đánh giá là còn có thể vượt cả cái trước dịch nữa. Thì đối với cao điểm hè năm nay thì đội Việt Nam Airlines chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, như tôi vừa trao đổi, từ khai thác, từ thương mại, dịch vụ, kỹ thuật, để đảm bảo làm sao mà chúng tôi khai thác được cái an toàn tuyệt đối, rồi đưa tất cả kế hoạch của Việt Nam Airlines, những chuyến bay đảm bảo cái chất lượng cao nhất, để quan trọng nhất là đưa được bà con đi du lịch. Ngoài cái việc như vậy thì còn có những cái nội dung liên quan, những cái khó khăn khác của tổng ty mà chúng tôi đang nỗ lực hết sức là vượt qua. Cái khó khăn này thì không phải của riêng ngành hàng không của Việt Nam mà có cả ngành hàng không thế giới. Cụ thể như là chúng tôi là thấy là hiện nay là qua cái dịch bệnh 2 năm vừa rồi thì cái nguồn lực ở đây đang nói là kể cả về máy bay, kể cả về phi công, về tiếp viên, kỹ sư và cả các nhân viên mặt đất là đang thiếu hụt trầm trọng. Cái vấn đề thứ hai là hiện nay là cái giá nhiên liệu tăng lên rất nhanh do với vấn đề là mâu thuẫn địa chính trị và cái xung đột giữa Nga và Ukraine cái thời gian vừa rồi và đang thời gian hiện nay thì làm cho giá nhiên liệu tăng lên rất là cao. Cụ thể là cao hơn 2 lần so với kế hoạch chúng tôi đặt ra. Cái chi phí nhiên liệu hiện nay là chiếm hơn 40% tổng chi phí của tổng ty, nên là ảnh hưởng rất lớn đến cả cái ngành hàng không nói chung và trong đấy có hàng không quốc gia nói riêng. Cái vấn đề thứ ba liên quan đến cái khó khăn hiện nay ấy, là mặc dù Việt Nam rồi đã mở cửa toàn bộ từ ngày 15 tháng 3 nhưng các nước xung quanh chúng ta, điển hình như là Trung Quốc, như là Nhật Bản, Hàn Quốc thì vẫn đang gọi là hoặc chưa mở cửa hoặc mới mở cửa từng phần. Chính vì thế là cái việc mà phục hồi nội địa là một, nhưng mà phục hồi quốc tế thì vẫn cần có thời gian. Đấy là những cái đặc điểm gọi là hết sức là đặc biệt của cái hè này. Nhưng mà chúng tôi khẳng định là trong cái cao điểm hè này, đây là một dịp để cán bộ công nhân viên, để tổng ty hàng không Việt Nam, để hãng không quốc gia, để chứng tỏ cái năng lực vận chuyển của mình cũng như là cái khả năng dẫn dắt thị trường vận tải không của hãng không quốc gia. Và một cái nữa là chúng tôi cũng thấy là sau 2 cái năm dịch rất là nặng và đặc biệt năm 2021, khi mà chúng ta bước vào một cái cao điểm hoạt động gọi là hết công suất, khả năng bắt nhịp lại với cả cái hoạt động như vậy đối với cả đội ngũ cán bộ nhân viên của Việt Nam Airlines, mặc dù là có sự cố gắng hết sức, nỗ lực hết sức, nhưng mà đâu đấy vẫn có những cái khó khăn nhất định và chúng ta là tiếp tục phải hoàn thiện cái vấn đề này. Vâng, song song với cả phục vụ cao điểm hè thì bạn cũng được biết là cái nhiệm vụ tối quan trọng của tổng công ty trong quý 3 đó là hoạt động tái cơ cấu. Chủ tịch có thể chia sẻ chi tiết hơn về tiến độ của quá trình này được không? Hiện nay cái công tác tái cơ cấu tổng thể Việt Nam Airlines thì chúng tôi đã hoàn tất và đã trình lên các cấp có thẩm quyền. Thì trong cái đề án tái cơ cấu này thì bao gồm rất nhiều nội dung, bao gồm cả nội dung về tái cơ cấu về tài chính, cái tái cơ cấu về đội bay, tái cơ cấu về tổ chức, tái cơ cấu về công tác quản trị cũng như là việc đầu tư vốn ra ngoài chuyên nghiệp. Thì các nội dung này thì đã và đang là được triển khai rất là mạnh mẽ tại tổng ty. Ví dụ như cái việc tái cơ cấu về tổ chức, về tinh giản bộ máy thì vừa rồi chúng tôi đã triển khai rất là quyết liệt. Và hiện nay thì các cái đơn vị, các khối thương mại, khai thác dịch vụ đang triển khai cái nội dung này. Và vừa rồi thì chúng tôi đã thành lập ra là cái chi nhánh một Việt Nam trên cơ sở ra 3 chi nhánh của khối thương mại thì hoạt động từ mùng 1 tháng 7 thì bước đầu là đạt kết quả tốt, cũng như là thành lập cái trung tâm dịch vụ khai thác sân bay Việt Nam trên cơ sở sáp nhập các cái đơn vị với nhau thì hoạt động từ mùng 1 tháng 5 năm 2022 thì thời điểm này thì có thể nói là đang hoạt động rất là trơn tru, nhịp nhàng và một loạt các công tác tái cơ cấu về tổ chức khác thì cũng đang được triển khai rất là mạnh mẽ đối với tổng ty. Ngoài ra thì cái việc mà trong cái quý 1 cũng như quý 2 chúng tôi cũng đang tiếp tục tái cơ cấu về cái danh mục đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp, cụ thể như là cái việc thoái vốn tại hãng không quốc gia Campuchia Angkor Air cũng như đang tìm các nhà đầu tư để thoái vốn tại hãng không Pacific Airlines rồi một số các cái công ty lĩnh vực khác để tổng ty tập trung vào cái mặt là tập trung vào khai thác về cái vận tải hàng không. Thì đấy là những cái nội dung mà có thể là chúng tôi đang và sẽ triển khai rất là mạnh mẽ trong thời gian tới. Và một lần nữa thì tổng công ty lại đứng trước những cái thách thức mới. Ông có nhắn nhủ hay điều gì muốn gửi tới tập thể cán bộ công nhân viên của Vietnam Airlines khi mà đối diện với những cái khó khăn và những thách thức này hay không?
Đối với Vietnam Airlines và tập thể cán bộ nhân viên của Vietnam Airlines thì chúng tôi đã đánh giá là năm 2021 là năm dường như là khó khăn nhất của ngành hàng không nói chung, và trong đấy có hãng không quốc gia. Và hiện nay đối với năm 2022 thì thực sự là đỡ hơn của năm 2021. Dường như tất cả những cái khó khăn nhất thì là xảy ra năm 2021. Nhưng mà năm 2022 thì chúng tôi đánh giá là vẫn còn rất nhiều khó khăn. Có thuận lợi có, khó khăn có, nhưng khó khăn vẫn là chủ đạo. Thế thì đối với cả tập thể lãnh đạo cũng như cán bộ nhân viên Vietnam Airlines thì trong năm 2020-2021 thì đã rất là đồng lòng đoàn kết để vượt qua cái khó khăn này. Thì chúng tôi vẫn rất hy vọng là với cái việc phục hồi của ngành hàng không nói chung, mà trong đấy có ngành không Việt nói riêng cũng như của hãng không quốc gia ấy, thì chúng tôi rất mong là anh chị em sẽ quyết tâm là đồng lòng cố gắng đoàn kết để vượt qua những cái khó khăn này. Càng khó khăn thì chúng ta càng phải cố gắng, càng khó khăn thì chúng ta càng phải quyết tâm hơn, rồi càng khó khăn thì chúng ta càng phải đồng lòng hơn. Và chúng tôi luôn luôn là tin tưởng là chúng ta sẽ vượt qua cái khó khăn này để đưa tổng ty hàng không hãng không quốc gia Việt Nam phục hồi và phát triển. Và tôi tin là các anh chị em đồng nghiệp ở Vietnam Airlines thì cũng sẽ có chung suy nghĩ này. Bởi vì tinh thần của người VNA, như chúng ta vẫn thường hay nhắc nhớ nhau, là chủ động thích ứng, vững chắc niềm tin và phục hồi phát triển. Sức mạnh đột phá của Vietnam Airlines thì sẽ đến từ chính tinh thần ấy và những nỗ lực của mỗi anh chị em. Và xin cảm ơn những chia sẻ của Chủ tịch Đặng Ngọc Hòa. Và đến đây thì Bảo Anh cũng xin được gửi lời chào tạm biệt và gặp lại quý vị trong các số thông điệp lần sau.